Cẩm Tú và Lê Nguyên. Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày trên TTV11 và được phát trực tuyến trên website tayninhtv.vn. Và kính thưa quý vị, hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2020, hãy cùng TTV11 khởi động ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Trước hết thì chúng ta hãy cùng điểm lại những sự kiện trong ngày qua. Ngày 14 tháng 9, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy Tây Ninh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng lễ Sen Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer tại các xã Thành Long, Hòa Thạnh biên giới và Ninh Điền của huyện Châu Thành. Đoàn đã đến thăm chúc mừng và tặng quà cho các sư sãi và làng uy tín và đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Phụng Ma, xã Thành Long, chùa Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, chùa Sát Rác, xã Ninh Điền và nhà lễ Sa La, xã biên giới. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2020 và thay thế cho quyết định số 57 ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Và để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý khán giả cùng truy cập vào website của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh theo địa chỉ tayninhtv.vn. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một nội dung đáng chú ý. Với đặc điểm của tỉnh có đường biên giới dài 240 km giáp với Vương quốc Campuchia, có nhiều đường mòn lối mở nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây nhiễm từ cộng đồng vẫn còn rất cao. Ngày 8 tháng 9 năm 2020, tỉnh Tây Ninh phát hiện ra 3 ca nhiễm COVID-19 mới từ người nhập cảnh vào Việt Nam. Do đó mà người dân không nên chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Và để thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thì ngày 1 tháng 9 năm 2020, Sở Nội vụ Tây Ninh đã ban hành công văn số 1669 về việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động lễ hội các tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo trực thuộc trong hoạt động tôn giáo, nhất là lễ hội tôn giáo tổ chức trên tinh thần giảm bớt về quy mô, thời gian tổ chức lễ. Chỉ tổ chức lễ nội bộ trong hệ thống tôn giáo tại địa phương, không mời khách từ các tỉnh, thành phố, không tổ chức các hoạt động giao lưu, văn nghệ, các hoạt động mang tính chất nghệ thuật, biểu diễn nhằm tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đồng thời, các tổ chức tôn giáo có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người tham dự, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước diệt khuẩn, đo thân nhiệt, theo hướng dẫn của ngành y tế. Thưa quý vị, theo kế hoạch sáng nay, ngày 15 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức tổng kết thực hiện dự án hỗ trợ trâu bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Giai đoạn 2016-2020 thực hiện đề án hỗ trợ trâu bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh đã giải ngân số tiền gần 24 tỷ đồng để hỗ trợ mua hơn 1.000 con trâu bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kính thưa quý vị khán giả, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển ngành mía đường. Đây là chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đối với các sở ngành chức năng và các Ủy ban Nhân dân cấp huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ưu tiên công tác nghiên cứu giống mía mới và hỗ trợ triển khai dự án giống mía 3 cấp ở vùng sản xuất mía trọng điểm, thủy lợi hóa những vùng mía tập trung, nghiên cứu sản xuất chế biến để đa dạng hóa các sản phẩm từ cây mía và từ phế phụ phẩm trong sản xuất đường, rà soát quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phát triển các vùng trồng mía tập trung gắn với phát triển công nghiệp chế biến hiện đại, xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể để phát triển mạnh các hợp tác xã nông nghiệp sản xuất mía liên kết với nhà máy đường, đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển mô hình khuyến nông. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi tiếp tay buôn lậu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh đường và chất tạo ngọt. Cục Hải quan tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các giải pháp xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép, gian lận thương mại mặt hàng đường, quản lý chặt hình thức nhập khẩu để kiểm soát hàng xuất khẩu và xuất xứ nguồn gốc hàng hóa nhằm ổn định phát triển lành mạnh thị trường đường trong tỉnh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề. Ưu tiên việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.
Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp. Tăng cường tổ chức điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Tăng cường triển khai công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với sự hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Yêu cầu hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại tại doanh nghiệp, phòng ngừa tai nạn lao động do ngã cao, điện giật, vật rơi, đổ sập, tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động. Thưa quý khán giả, nắng nóng vào ban ngày nhưng lại hay xuất hiện những cơn mưa bất chợt. Đây là đặc trưng về tình hình thời tiết tại Tây Ninh trong những ngày qua. Chính xác là như vậy. Và với kiểu thời tiết nắng mưa thất thường như thế này thì người già và trẻ nhỏ rất dễ mắc bệnh nếu như không có các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Và ngay bây giờ thì Cẩm Tú và Lê Nguyên xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ Hải Đăng để cập nhật thời tiết hôm nay cùng với những thông tin lưu ý trong ngày. Hải Đăng xin kính chào quý khán giả của chương trình Tây Ninh Ngày Mới. Xin chào chị Cẩm Tú và anh Lê Nguyên. Thưa quý vị, hôm nay ngày 15 tháng 9 tại khu vực miền Đông Nam Bộ, mây thay đổi, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm và chiều có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 34 độ C. Thưa quý khán giả, thời tiết bắt đầu trở nên thất thường, mưa nắng đang xen trong ngày. Vì vậy, quý vị chúng ta hãy chú ý những điều sau đây để không bị cảm lạnh. Việc đầu tiên khi về nhà, nếu cơ thể bị ngấm mưa thì bạn nên đi lau khô người ngay lập tức. Không nên đi tắm liền vì sẽ dễ gây cảm lạnh. Nên rửa tay ngay với xà phòng để tránh những bệnh về da. Uống một ly nước ấm hoặc một tách trà gừng để làm ấm cơ thể. Nếu khi bị ướt mưa về, bạn bị hắt xì liên tục, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi hay ho nhẹ thì nên giữ ấm cho cơ thể và sau đó ăn cháo nóng hoặc xông hơi cơ thể. Nếu tình trạng không giảm thì phải nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ. Hy vọng với những thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay mà Hải Đăng vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị khán giả có thể chủ động hơn trong công việc và bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình. Còn bây giờ xin mời quý khán giả cùng theo dõi những thông tin tiếp theo của Tây Ninh Ngày Mới. Xin mời chị Cẩm Tú và anh Lê Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây thì Lê Nguyên và Cẩm Tú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý về các giải đấu thể thao sẽ diễn ra trong ngày hôm nay và rạng sáng ngày mai. Trải qua những ngày cuối tuần đầy sôi động với các giải đấu thể thao hấp dẫn như Premier League, La Liga hay US Open 2020, trong ngày hôm nay và rạng sáng ngày mai thì các giải đấu thể thao trong nước và thế giới sẽ tạm lắng xuống với các trận đấu bù của vòng 1 League One. Sau đây chúng ta sẽ đến với lịch thi đấu cụ thể. Do pha thi đấu ở vòng bán kết Champions League vào ngày 18 tháng 8 nên Lyon khởi đầu League One muộn hơn với các câu lạc bộ khác. Vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 16 tháng 9, Lyon sẽ có chuyến làm khách trên sân Montpellier. Trên bảng xếp hạng, hiện tại Lyon đang xếp thứ 10 khi có được 4 điểm sau 2 trận đầu tiên, còn Montpellier đứng thứ 13 với 3 điểm. Đây được dự đoán sẽ là một trận đấu cân bằng với lợi thế sân nhà thuộc về Montpellier. Còn ở môn quần vợt, ngay sau khi US Open 2020 kết thúc, giải Master 1000 thứ 2 trong năm sẽ diễn ra tại Rome từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9. Giải đấu này là màn chạy đà cho Roland Garros nên sẽ quy tụ nhiều tay vợt nổi tiếng tranh tài. Theo ban tổ chức, ba tay vợt nam hàng đầu thế giới hiện tại là Djokovic, Nadal và Thiem chắc chắn sẽ tham dự giải đấu. Để phòng chống dịch COVID-19, giải đấu Grand Master cũng sẽ không cho phép khán giả tới sân theo dõi. Nadal và Djokovic là hai ứng viên lớn nhất vô địch giải đấu này. Kính thưa quý vị, kết quả và thông tin chi tiết các trận đấu cùng những thông tin thể thao hấp dẫn khác sẽ được cập nhật trong bản tin thể thao phát sóng lúc 14 giờ 20 phút trên kênh TTV11. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Còn bây giờ sẽ là những nội dung tiếp theo của Tây Ninh Ngày Mới. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây sẽ là những chương trình giải trí vô cùng hấp dẫn trên TTV11 ngày hôm nay. Hài hước nhưng không kém phần kịch tính, cùng đón xem tập 64, tập 65 phim sitcom Nhật ký vợ chồng son phát sóng lúc 6 giờ 45 phút, 16 giờ 10 phút và 20 giờ 50 phút. Hai người mẹ, hai quan điểm, suy cho cùng tất cả cũng là đều vì con. Đón xem tập 25, 26 bộ phim Người mẹ không tên phát sóng vào lúc 9 giờ 40 phút. Sự đấu tranh tư tưởng giằng xé giữa cái tốt và cái xấu ở ngay trong chính bản thân của mỗi người. Đón xem tập 28 bộ phim Hồ sơ lửa mật danh D9 phát sóng lúc 12 giờ. Quyết tâm thay đổi cuộc sống của bá tánh ở huyện Quyền đã thành công bước đầu. Khuất huyện Doãn đã làm điều đó như thế nào?
Mời quý vị cùng đón xem tiếp diễn biến ở tập 17 bộ phim Từ Mỹ Nhân phát sóng độc quyền trên TTV11 lúc 20 giờ 5 phút. Và quý vị đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi sau mỗi tập phim của chương trình, đồng hành cùng phim Giờ Vàng để nhận được những giải thưởng vô cùng hấp dẫn nhé. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh ngày mới ngày hôm nay của TTV11. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy luôn đồng hành cùng với chương trình Tây Ninh ngày mới, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày cùng với nhiều thông tin thiết thực. Quý vị cũng có thể cài đặt ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem lại chương trình ở bất cứ đâu, hoặc xem lại các chương trình trên website tayninhtv.vn, kênh YouTube và fanpage chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Lê Nguyên và Cẩm Tú xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.